Quý vị thân mến, hiện tại em Ngọc đang đứng giữa một cái thung lũng hoa bạc hà. Hôm nay em Ngọc có vào đây là vào cái trại ong của anh trai của anh Xính. Thì anh cũng có liên lạc với em Ngọc là cái hôm nay thì cái trại ong của anh trai anh Xính thì cũng có là hôm nay thu hoạch, nhưng mà do là anh cũng không chưa có cái nguồn tiêu thụ, cũng không có đầu ra, thì hôm nay em Ngọc cũng có vào đây. Thứ nhất là để thăm cái trại ong của anh trai của anh Xính, và tí nữa sẽ chắc là em Ngọc sẽ là bao tiêu cái đầu ra cho anh trai của anh Xính luôn. Cái trại ong của anh trai anh Xính ngay thung lũng giữa này thôi. Qua cái vùng này ấy, thì cái lượng hoa bạc hà ở trên này rất là nhiều luôn. Ở đây gần như là một cái thung lũng bạt ngàn cái hoa bạc hà ở trên này luôn nha quý vị nhá. Đây ạ, đây là cái hoa bạc hà nhá. Mọi người, các cô bác khán giả trên kênh ấy cũng có là các bác dưới xuôi, cũng như là những vòng, nhất là những cái vùng miền Trung và miền Nam ấy, hoặc là các cô bác ở dưới thành phố dưới xuôi ấy, chưa thấy cái cây hoa bạc hà lần nào, cũng như là không biết là cái cây hoa bạc hà hình thù nó ra sao, và con ong nó lấy như loại hoa gì, và mùa này cứ gọi là mật ong hoa bạc hà nhà các cô bác chưa biết ấy, thì em Ngọc hôm nay cũng lên đây giới thiệu cho các bác biết là đây là chính là cái cây hoa bạc hà, là cái con ong nó lấy cái mật từ cái cây hoa bạc hà này ra nhá quý vị nhá. Đây đây này, đây ở đây cũng có một cái con đang lấy này, đấy đấy bay đi này. Ở đây nguyên một cả một cái thung lũng luôn. Ở vùng này rất là nhiều nhá. Ở đây là đang thuộc cái vùng, đây là vùng Đồng Văn nhá quý vị nhá. Huyện Đồng Văn. Rất là nhiều luôn, nguyên một cái thung lũng hoa luôn nhá quý vị nhá. Đấy, rất là nhiều luôn. Ở vùng này cái chất lượng mật thì không phải bàn rồi. Nếu quý vị nào sử dụng cái mật ong hoa bạc hà vào đúng cái thời điểm này thì quý vị cứ yên tâm là về cái chất lượng mật, do là bây giờ hiện tại ở trên này thời tiết nó cũng se lạnh rồi. Cho nên là cái mùa này những cái loại hoa khác ấy thì nó sẽ không nở được nữa và nó sẽ bị chết đi ấy. Cho nên là nó chỉ còn trơ trọi lại cái loại hoa bạc hà này thôi. Cái hoa bạc hà này là ưu điểm của nó là nó chịu được cái nhiệt độ lạnh ấy, cho nên là chỉ mọc vào những cái mùa đông, mùa lạnh, và những cái cây khác thì nó sẽ bị chết đi vì nó mọc ở trên núi đá, cho nên là nó có rất là nhiều những cái chất kháng sinh tự nhiên ở trên cái vùng núi đá này. Quý vị mà sử dụng vào đúng cái dịp này thì rất là tốt nha quý vị nhé. Đây này, bạt ngàn luôn, ở đây nguyên một cái thung lũng ở bên phía bên dưới này luôn nha quý vị nhé, nguyên một thung lũng ở dưới này luôn là toàn hoa bạc hà thôi. Đấy. Tí nữa cái trại ong của anh trai của anh Xính ấy sẽ nằm ngay ở dưới chân này nhá. Tí nữa xuống đấy thì em Ngọc sẽ là chia sẻ lên cho các bác biết là anh em đang thu hoạch hôm nay khai thác ong ở dưới đó. Cái màu mật ong nó đẹp như thế nào và nguyên chất nó ra làm sao để mình cung cấp sản phẩm cho các bác. Các bác cứ yên tâm là tất cả những cái sản phẩm nào mà anh em đội team bản sắc dân tộc, mà cái nguồn đầu vào từ hoa rồi thì là từ thời điểm ấy, thì anh em luôn luôn là đảm bảo chất lượng cho các bác. Cho nên là các bác cứ yên tâm về cái vấn đề chất lượng sản phẩm. Đấy, cái hoa nó bạt ngàn như thế này ấy, thì là cái lượng mật nó rất là tốt luôn. Bây giờ em Ngọc sẽ là xuống dưới đó để xem anh em là khai thác ong ở dưới đó có được nhiều chưa. Và tí nữa em Ngọc sẽ là mang về ra ngoài thị trấn. Các bác nào có nhu cầu có thể là ủng hộ anh trai của anh Xính. Anh Xính tức là cái anh đang làm trại ong ở bên kênh Bản Sắc Dân Tộc ấy. Cái trại ong của anh trai của anh Xính ngay dưới này nhá quý vị nhá. Với lại em Ngọc thì ngay đây thôi, cách đây khoảng chưa đầy 100m, khoảng tầm 40-50m thôi. Đấy, cái trại ong thì bình thường bà con hay để dưới một cái thung lũng này để nó có kín gió vào ấy quý vị. Ở đây thì em Ngọc thấy là bà con trồng cái cây này rất là nhiều, để cái cây này chắc là lấy về chăn lợn đấy. Cây này rất là nhiều luôn, bạt ngàn luôn. Cây này thường từ bà con trồng ra để mình chăn lợn đấy quý vị. Đấy, tính kia rồi. Đây mấy anh em đợi anh Xính với cả mấy anh chị đang quay ở trong này nhé quý vị nhé. Đây cũng được ý, nặng quá. Ôi trời. Đó là cái bánh. Cầu này đẹp vì tắm nhiều không anh? Rồi đấy. Quá đẹp nhờ. Còn cái vấn đề. Cầu này được quá đẹp luôn. Ui dồi, cái này vít gần như là kín hết nhờ. Đàn này chắc trước khi sót sao á? Vâng, hay là đợt trước khi quay. Không, cả đấy nó thì là bên ngoài, nó thì không có nhiều, nó thì là dược cấm mượt. À, cái nào cũng như cái này mới là chất lượng này chú nhờ. Vâng, nhưng mà nó lại không có con.
Vâng. Mật thôi. Nặng cái chích luôn, chụp vắng một đơn cho. Giảm cho 7 cọc. Cái này vẫn còn cầu nữa. Cái còn nữa. Đi trả sâu. Trả sâu. Ớt tổng đó mẹ kia cũng mở không bao nhiêu. Ủi, nắng đấy. Ở trong này được khá là nhiều nha quý vị nhá. Ở trong này phải trên dưới 10 lít rồi. Hơn nó lại nhảy chú nhỉ. 10 lít à? Quá chưa? Quá gì? Quá đặc xanh luôn. Bây giờ mới đổ ra nha quý vị nhá. Được nhiều rồi nhá. Chỗ này phải 2-30 lít rồi đấy. Thơm phức, chuẩn màu vàng ánh chanh luôn nha quý vị nhé. Cái lọc bên này là khác hơn cái trại mình bên đấy anh Xí nhờ. Cái này, cái này là dễ hơn đúng không? Dễ hơn. Rộng hơn. Rộng hơn, nó đi nhanh. Nhanh hơn. Trại anh em bên đấy là chỉ có cái thùng nhựa thôi, đâm ra là nó sẽ không được như này. Lọc quá nhanh luôn, cái này lọc nhanh hơn. Để cho đi, cho đi. Nào. Hết nha. Nặng không? Có chứ. Ôi ôi. Đi nước, ra tí nữa. Đâu bây giờ xịt như này được mà. Đấy. Tay. Đây, cái này đầy vào nhá. Vâng. Đây, mở khóa ra cho mọi người xem màu luôn nhá. Đấy, oh. Rất đẹp luôn. Cái này về xong còn lọc thêm một lần nữa nhá quý vị nhá. Tại vì ở đây thì những cái sáp nó còn lẫn vào ấy, cho nên là về đến nhà phải lọc thêm một lần nữa thì nó mới sạch được. Và nó mới hết cái sáp đi được. Nói chung là lọc hai lần ấy thì là nó mới trong mật. Cái màu mật ong nó lại càng đẹp hơn ra nữa. Do cái này vẫn lẫn nhiều sáp với cả nó mới ra nó còn bọt đấy quý vị. Do ở trong này cái lưới màu đen hơi tối thì em Ngọc sẽ rót vào cái chai này nhá. Xong đẩy ra ngoài nhìn cái màu ở bên ngoài nó thực tế hơn. Ở đây thì nó vừa tối mà vừa cái lưới ấy. Cái lưới này nó màu đen nên nó ra màu đôi khi là nhìn nó không được rõ mọi người ạ. Ngọc rót vào một cái chai để tí nữa ra ngoài mình xem. Đây như cái bên chai này này, đấy màu nó ở bên dưới chai này này, nhìn mới là đẹp này. Đúng chuẩn màu vàng ánh chanh luôn nhá quý vị nhá. Màu rất là đẹp, mật rất là trong luôn nhá. Tuy nhiên là cái này mới lọc qua một lần nên là nó sẽ là không chưa màu nó tơ. Nó sẽ là chưa được thật sự là trong lắm. Với cả ở đây thì mới ra nó có bọt ấy, khí ga nó có bọt ấy. Cho nên là nó chưa lắng, bây giờ lắng cái mật xuống ấy thì màu nó nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều luôn. Bây giờ em sẽ đi ra ngoài để xem cái màu mật ở bên ngoài nhá. Tại vì ở trong này nó hơi tối một chút. Đây như quý vị nhá, cái màu ra ngoài nó sẽ màu như này này. Đấy cái màu màu ngoài ở chai nó sẽ như thế này nhá quý vị nhá. Nhìn đúng chuẩn màu vàng ánh chanh luôn nhá. Ở đây là cái lấm tấm này là bọt, do là mình mới quay ra là và mới rót ra nó sẽ có cái bọt như vậy. Để mình bây giờ em sẽ rót thực tế ra cái bát xem là cái màu như thế nào. Còn ở đây cái bát này là chấm chấm đen này là nó do cái chất men sứ người ta tráng ở cái bát nhá, chứ không phải bẩn bát đâu. Đấy, bây giờ em sẽ rót ra. Đây, màu trong vắt luôn này quý vị nhá. Rất là đẹp luôn, đặc sánh luôn nhá, chuẩn màu vàng ánh chanh luôn. Nhìn rất là đẹp mọi người ạ. Đấy, nhìn ở trong bát mọi người, nhìn ở trong bát này. Đấy, cả trong bát mà cả cái miệng chai nhìn thơm phức luôn nhá. Rất là đẹp, màu rất là đẹp mà thơm. Chuẩn. Ở đây thì có anh trai của anh Xính có nói là cái nguồn da anh tìm hơi khó, cho nên là anh cũng có muốn nhờ em Ngọc vào để chia sẻ, cũng như là nhờ em Ngọc là tiêu thụ hộ giúp anh trai của anh Xính. Cho nên là tí nữa em Ngọc sẽ đợi bây giờ các anh quay hết 6-70 tổ này xong sẽ mang về bên ngoài thị trấn để mà có cô bác nào mà có nhu cầu
sử dụng đến cái sản phẩm mật ong nguyên chất như ở trên bà con đây. Đây là mật ong hoa bạc hà nhé, như cái đoạn đầu em Ngọc cũng chia sẻ lên rồi. Cái nguồn hoa ở đây là quá là nhiều luôn, cho nên là quý vị cứ an tâm về cái chất lượng sản phẩm. Và tất cả những cái trại ong mà em Ngọc cũng đã từng tiêu thụ hộ bà con ấy, thì em Ngọc phải kiểm soát và đảm bảo được chất lượng và cái chỗ tin tưởng thì em Ngọc mới dám lấy. Ngoài cái trại ong của đội team bản xứ dân tộc ra, có những cái trại ong như này ấy, thì là phải cái chỗ trại mà cực thân quen mà đội team cũng có kiểm soát được chất lượng ấy, thì mới dám lấy về để mình tiêu thụ cho bà con cũng như là gửi sản phẩm cho các bác để các bác sử dụng. Ở đây thì được 6-70 đàn này, nó rơi vào tầm chắc về tầm 5-60 lít. Nếu cô bác nào có nhu cầu để có thể liên hệ anh em đội team để anh em đội team gửi sản phẩm cho các bác để các bác sử dụng nhé. Ở đây chỗ này cũng phải gần 100 đàn. Chỗ này rất là nhiều những gì nhé. Đấy, ở đây bà con mùa này thì nói chung là cả năm thì được mỗi một vụ mật ong hoa bạc hà này, cho nên là bà con tìm những cái điểm nào mà đặt được thì bà con sẽ đặt. Cái chỗ này là gần 100 đàn không anh? Hơn 50, 60 này. 60 đàn à? Ờ, 60 đàn. Vâng. 400. Ui, cầu này vít nắp nhiều đấy. Cầu này đường này, mặt kia đường không anh? Đẹp tí, ừ. Nhiều. Nhiều nhờ, vít nắp nhiều nhờ. Đây là vít nắp nhiều gì cầu, nữa? Đúng rồi, cầu đúng tùng nào vít là vít nguyên vít luôn. Chỉ qua là cầu ở ngoài nó kém một tí thôi. Vâng. Như nhau. Như nhau, cái này là vít này là đầy mật rồi. Mật nó phải vít đầy này nó mới thực sự là thơm này. Ừ. Đạt đủ ngày. Cầu này cũng như bên này nó bám ở trong nó. Vâng. Cầu này cũng được này, cầu bên trong này này. Ờ, cầu ngoài nó... Cầu ngoài là yếu, thường yếu hơn này. Đúng rồi, cầu ngoài. Chưa kịp đảo cầu. Chắc chưa kịp đảo. Đấy, cái cầu... Bà con ở đây thường thường là để... Bao giờ nó đạt đủ đúng vít nắp này, bà con mới khai thác ấy, thì là cái lượng mật nó sẽ đảm bảo hơn, thơm và nó được quay được nhiều mật hơn nhá quý vị nhé. Nặng chưa? Được. Thế bây giờ chúng ta cùng nhìn hai con. Ngoài cái chỗ mà lúc đầu video em Ngọc cũng chia sẻ lên cho quý vị biết một cái giải hoa đấy. Và bây giờ em Ngọc cũng còn sẽ đưa là quý vị đi xem một cái bãi hoa này nữa. Thì mới cái chỗ này mới gọi là thực sự là nhiều mà hoa này mới tươi. Hoa này đúng là mới đang tầm nở ra rộ đẹp. Thì nó tiết rất là nhiều mật, cho nên là rất là nhiều cái con ong đi kiếm ở những cái vàn hoa như thế này. Ở đây thì là cái trại ong ngay đây như quý vị nhé. Cái trại ong mà anh trai của anh Xính ngay đây thôi. Đằng sau cái hội trường này này, xuống một cái thung lũng đấy, cách ở đấy nó tính theo đường chim bay chưa đến 50m. Tính theo đường chim bay chưa đến 50m đâu nhá. Ngay ở đằng sau này luôn, cái hủ mà đằng sau đấy. Thì con ong sẽ bay lên những cái vùng ở trên này để mình nó cái con ong lấy hoa. Đây rất là nhiều hoa bàn ngàn luôn như quý vị nhá. Đấy. Em Mộc cũng muốn chia sẻ lên như vậy để cho quý vị là sử dụng cái sản phẩm này là cực kỳ cũng như là an tâm về cái vấn đề là chất lượng. Chất lượng là cái nguồn hoa, đảm bảo được là chỗ nó hoa nó nhiều này. Đấy, và để con ong nó lấy được chuẩn là nguyên chất 100% là ở đây là nguyên là mật ong hoa bạc hà.
ngoài hoa bạc hà ra không còn cái loại hoa nào khác. Ở đây tuy nhiên còn lẫn vài cái cây hoa, hoa này, cái hoa cất lợn ấy, thì là cây này nó chỉ có phấn thôi, không có mật, cho nên là con ong nó sẽ không lấy được, nó chỉ lấy phấn. Với cả nó ý là có phấn thôi chứ không có mật. Nếu mật thì là nó sẽ tiết ra từ những cái loài cây hoa bạc hà như thế này thôi quý vị nhá. Đấy, đây này, đấy, rất là nhiều ong này, con ong nó lấy nhiều, nó chỉ bâu vào chỗ này này. Đấy, em vào gần gần đây chút này. Đấy. Đấy, con ong này nó chỉ đậu ở cái chỗ cây bạc hà thôi nhá, chứ không đậu ở cây hoa cất lợn đâu ạ. Cho nên là quý vị cứ an tâm ạ, hoa cất lợn nó không có mật nhá, chỉ có phấn. Đây bên này cũng có này, rất là nhiều luôn này. Này, nhiều lắm đây này, nhiều này. Ui, ở trong này bát ngàn luôn em, quá nhiều luôn. Trong này rất là nhiều luôn, vào tít ở trong này nhá, cái tải nguyên một cái tải trong này là toàn hoa là hoa hết, hoa bạc hà hết nhá mọi người nhá. Ở vùng này mới thực sự là nhiều. Em Ngọc cũng sẽ tiến vào sâu hơn một chút nữa để cho quý vị xem là đúng chất là thủ phủ của hoa bạc hà luôn. Úi trời ơi, nhiều chưa, quá kinh khủng. Giải nguyên đây, bạt ngàn tít ở trên kia luôn. Hôm nay Ngọc cũng có muốn là chia sẻ lên cho quý vị như vậy để quý vị an tâm hơn về cái vấn đề chất lượng mật ong hoa bạc hà của anh em đội team cung cấp sản phẩm cho các bác nhé. Ở đây thì Ngọc cũng có muốn vào thực tế ở trong những cái trại ong mà để đặt đúng cái vị trí mà cái nguồn hoa hoa bạc hà nó cái lúc cái thời điểm mà nó nổ rộ mà nó nhiều như vậy, và đúng cái vị trí này là vị trí ở cái vùng nguyên liệu hoa bạc hà ở trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn và Mèo Vạc Hà Giang này. Em cũng xin nhắc lại thêm một lần nữa là theo tìm hiểu cũng như là theo các bác thợ ong cũng như là theo tất cả mọi người cũng có nói là cả nước Việt Nam chỉ có mỗi vùng là Đồng Văn và Mèo Vạc, hai huyện này là nhiều hoa, cũng như là hầu như là chỉ có hai huyện này là có hoa bạc hà thôi, cho nên là những cái vùng khác là không có hoa bạc hà nhá. Cho nên là những cái vùng nguyên liệu như này thì em Ngọc cũng như là đội team bản sắc dân tộc cung cấp sản phẩm cho các bác thì đảm bảo được là nguyên chất 100% cho các bác sử dụng, để các bác yên tâm cái nguồn hoa cũng như là cái nguồn mật nó đảm bảo ạ. Còn bây giờ chắc có lẽ thì em Ngọc cũng xin dừng video tại đây. Xin chào, hẹn lại quý vị ở những cái video tiếp theo.